ngày 10 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Bình An, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang 1993-2023. Lễ đón nhận giáo chỉ Tấn Phong giáo phẩm Tăng Ni Phật giáo tỉnh và khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì lần thứ 26. Quang Lâm chứng minh có trưởng lão Hòa Thượng Châu Ti, có Pháp Chủ Hội đồng chứng minh, trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương, cùng Chư Tôn Hòa Thượng thành viên Hội đồng Chứng minh trú xứ tại tỉnh An Giang. Tham dự có Chư Tôn Đức Chứng minh và thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền các cấp tỉnh An Giang và thành phố Long Xuyên. Phát biểu khai mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Thống thay mặt Ban Trị sự tỉnh trân trọng cảm ơn chân thành Đảng và Nhà nước các cấp, gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và biểu dương những đóng góp tích cực của các hệ phái thành viên, Chư Tôn Đức trụ trì, các tự viện, sư sãi, tăng ni, tín đồ Phật tử đã đồng hành cùng Ban Trị sự tỉnh trong suốt hành trình giả giang 30 năm qua của Ban Trị sự. Hòa Thượng trưởng Ban Trị sự nhấn mạnh đến niềm tin cộng đồng trách nhiệm, Ban Trị sự tỉnh tin tưởng rằng các hệ phái thành viên luôn xem những thành quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng, là sức mạnh, là động lực để tất cả chúng ta viết tiếp những trang sử vẻ vang của Phật giáo tỉnh nhà theo tinh thần hạnh giải tương ưng, liễu nghĩa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Trong thời gian sắp tới, các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và tiếp tục phát triển bền vững. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Năm 1984, Phật giáo An Giang thành lập Ban vận động thống nhất Phật giáo tỉnh An Giang có 9 thành viên do ông Hòa Thượng Giảm Văn Bi chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Ngọ làm trưởng ban. Do nhiều yếu tố khách quan không thuận lợi nên mãi đến năm 1990, Ban Trị sự lâm thời Phật giáo tỉnh An Giang mới được ra đời. Năm 1993, cơ duyên hội đủ, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ năm 1993 năm 1997 được tiến hành tại chùa Viên Quang Châu Đốc. Đại hội suy cử Hòa Thượng Thích Chánh Đạo làm trưởng ban trị sự và tiếp tục nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ 3 năm 1997-2007. Đến nhiệm kỳ 4, nhiệm kỳ 5, nhiệm kỳ 6 2007-2022, Hòa Thượng Thích Huệ Tài được đại hội tín nhiệm suy cử làm trưởng ban ban trị sự. Nhiệm kỳ 7 2022-2027, Hòa Thượng Thích Thiện Thống được đại hội tín nhiệm suy cử làm trưởng ban ban trị sự. Từ 150 cơ sở tự viện, tăng ni ước tính gần 700 vị trong nhiệm kỳ đầu. Qua 30 năm hoạt động, số lượng tự viện tăng ni tín đồ Phật tử tăng theo từng nhiệm kỳ. Hiện nay, tự viện 322 cơ sở, tự viện Bắc Tông 205 cơ sở, tự viện Nam Tông Khmer 66 cơ sở, tịnh xá 27 cơ sở, tịnh thất 21 cơ sở, trong đó có 4 tự viện làm di tích cấp quốc gia, 4 tự viện làm di tích cấp tỉnh. Theo thống kê, tổng số tăng ni 1311 tăng ni, Bắc Tông 610 vị, Nam Tông Khmer 538 vị, Khất Sĩ 163 vị. Từ khi thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang đến nay, đại giới đàm do Ban Trị sự tỉnh nhà tổ chức liên tục 2 năm một lần. Tổng cộng có 14 lần đại giới đàm đã được tổ chức. Ban Trị sự cũng tổ chức thành công 26 lần khóa bồi dưỡng trụ trì. Trong nhiệm kỳ 3, Ban Trị sự thành lập được trường trung cấp Phật học có một phân hiệu Nam Tông Khmer với 8 điểm học. Với 4 khóa đào tạo, trường trung cấp đã đào tạo trên 100 tăng ni Bắc Tông và hàng trăm sư sãi Phật giáo Nam Tông Khmer. Ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của tăng ni Phật giáo tỉnh An Giang đối với sự phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội đã trao tặng bằng công đức cho tập thể Ban Trị sự và 12 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng trao tặng bằng khen đến tập thể Ban Trị sự và 12 cá nhân. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Nguyên đã thông qua quyết định tấn phong giáo phẩm đến 78 Chư Tôn Đức Tăng Ni, đơn vị tỉnh An Giang, vừa được Đức Pháp Chủ tấn phong tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9. Trong đó, Hòa Thượng 5 vị, Thượng tọa
26 vị, ni trưởng 16 vị, ni sư 31 vị. Tiếp theo, Ban Thư ký Ban Trị sự cũng báo cáo công tác tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì năm 2023. Dịp này, đại diện chính quyền tỉnh An Giang đã có bài phát biểu chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang, chúc mừng chư tôn giáo phẩm vừa được tấn phong và chúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì diễn ra thành công tốt đẹp. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch ôn lại lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp nối cơ duyên đó, đến Hội Phật giáo tỉnh An Giang ra đời, cùng hoạt động theo phương châm đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Hòa thượng cho biết, từ lúc vận động, rồi đến thành lập Ban Trị sự lâm thời, sau đó là tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất để cho ra đời Ban Trị sự, Phật giáo An Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng sau 30 năm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh An Giang đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, làm cầu nối, hòa hợp các tổ chức, hệ phái, đoàn kết tăng ni, Phật tử cùng nhau xây dựng Phật giáo và đất nước phát triển theo dòng chảy của lịch sử. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Chủ tịch ghi nhận những thành tựu của Phật giáo tỉnh An Giang trong suốt 30 năm qua. Qua đó, tri ân công đức chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch, những người đã đặt nền móng đầu tiên thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, đồng thời tán dương công đức chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh An Giang qua các nhiệm kỳ. Theo đó, Hòa thượng đặt niềm tin vào Ban Trị sự đương nhiệm để tiếp tục kế thừa thành quả của tiền nhân, phấn đấu nỗ lực xây dựng Phật giáo tỉnh An Giang trang nghiêm, ổn định và phát triển cùng thời đại.